Mọi người ơi, mình mới sắm được một cái nón. Bữa nay thời tiết hay mưa nên là mình phải có một cái nón mới để review thì không bị ướt. Đùa một chút thôi. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm, một thiết bị mà trong 1m² có thể là vừa xay sát, nghiền, vỡ hạt này. Đó chính là một chiếc máy sát gạo đa năng của Vinmax với model là VM555. Thì sản phẩm này nhỏ gọn, giải quyết được rất là nhiều vấn đề của mọi người, từ sát gạo hay là vỡ ngô hay các loại nông sản khác nhau. Thì mình hãy cùng đi vào chi tiết của sản phẩm này. Để có được một sản phẩm chi tiết như thế này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách lắp ráp hoàn chỉnh. Chúng ta cùng vào video lắp ráp sản phẩm. Trước khi vào hướng dẫn lắp ráp, mình sẽ giới thiệu cho các bạn chi tiết của máy. Ở phía này thì mọi người sẽ nhìn thấy là các sàng 3 cấp này, có bu ly, sẽ có phần khung, phần đầu sát gạo, đây là nhiều khách hàng gọi đấy là phần đầu trà bóng, đầu nghiền. Đây là bộ phận bảo vệ dây cu loa, và mình sẽ có các cái chi tiết đó, công tác để điều chỉnh được cái độ trắng của cái sàng kèm theo máy nữa. Và có automat, ở đây thì là mình đang sử dụng motor 3 khí. Mình cùng tiến hành lắp ráp máy hoàn chỉnh thôi nào. Đầu tiên chúng ta sẽ đặt cái phần mút và cái phần phễu ra và để phần cối nghiền lên. Tiếp đến là chúng ta sẽ để phần cối sát hay là cối trà bóng. Sau đó cố định ốc lại. Tiếp đến chúng ta sẽ lắp vẽo của đầu nghiền. Đây là sẽ tháo các cái ốc ở đây. Mọi người sẽ vặn ốc và sau đó thì chúng ta sẽ dùng cờ lê để siết cho chặt, dùng cờ lê hoặc dùng các cái tê ạ. Sau khi hoàn thành lắp xong thì em như thế này. Sau khi lắp dây cura thì chúng ta sẽ lắp phần ốp bảo vệ.
Vậy là vừa giờ chúng ta đã lắp ráp hoàn chỉnh được một chiếc máy sát gạo model M555. Với sản phẩm này sử dụng motor 3 kW. Cấu tạo của máy đầu tiên là bộ khung ở motor sẽ nằm ở phía bên trong. Automat thì đã được đấu sẵn ở bên ngoài này. Khi chúng ta sử dụng thì chúng ta chỉ cần cắm điện và chúng ta gạt công tắc thôi. Đây là phần cối sát gạo hay được gọi là phần đầu chà bóng. Cái phần phễu chúng ta sẽ cho nguyên liệu cho thóc vào đây. Qua cái bộ sát này, gạo sẽ được ra ở vị trí này. Thì mọi người có thể điều chỉnh được độ trắng của gạo bằng cách là xoay cái núm màu đỏ này. Và sau khi mà gạo sát xong thì sẽ đi xuống bộ phận sàng lọc 3 cấp này. Và cái điểm nổi bật của chiếc máy này đó là sàng lọc 3 cấp này nó sẽ có một cái motor riêng, sử dụng motor riêng. Gạo sẽ được ra ở cửa này và gạo tấm thì sẽ được ra ở phía này. Tấu thì sẽ được đi qua cửa này để mình qua cái bộ phận nghiền và để ra ở đây. Khi các bạn mua sản phẩm của Vinmart thì mọi người sẽ được tặng kèm một cái túi, một cái bao để chúng ta có thể là dễ dàng để đựng cám hoặc là để vỡ hạt ra đây. Thì đây là bộ phận cối, chúng ta sẽ cho nguyên liệu để vỡ hạt. Cối nghiền, đầu nghiền, mọi người có thể quan sát được ở bên trong. Sau quá trình sử dụng, những mặt sàng này bị mòn thì mọi người có thể liên hệ đến Vinmart để có thể thay thế. Mặt này là mặt bằng gang ạ. Phần motor và phần cối xay kết nối với nhau bằng trục dây cu loa ở bên trong này. Và chúng ta sẽ có cái phần ốp bảo vệ này để an toàn trong quá trình chúng ta dùng máy. Các cái chi tiết của máy, mọi người nhìn này, các chi tiết bo rất là đẹp và rất là dày dặn. Và có kết hợp bánh xe bên dưới này, có khóa an toàn của bánh xe để chúng ta có thể để tại chỗ hoặc chúng ta muốn di chuyển. Mình rất là dễ dàng trong việc di chuyển máy. Sản phẩm này phù hợp cho việc sử dụng trong các hộ gia đình. Mình có thể là xay sát gạo, vỡ ngô này để chăn nuôi, hay là ngay cả những cái cửa hàng mà kinh doanh gạo, làm gạo tươi. Lúc máy tích hợp khá là nhiều chức năng mà cái chi phí bỏ ra rất là phù hợp. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như là mua hàng thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline 024-3838-3456 hoặc truy cập vào website maymocviet.vn. Và cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Chào tạm biệt.